mời bạn đi du lịch Vũng Tàu không? Nếu mà bạn có thời gian rảnh thì mình sẽ làm tài xế bạn chở đi Vũng Tàu. Em tưởng tượng một buổi gặp đầu tiên thế nào, tả cho bạn gái nghe giống như em nói anh tưởng tượng trong mơ mình gặp người yêu thế nào đó. Nói chung là ngày đầu tiên đi chơi thì anh sẽ dẫn em đi uống cà phê, đi ngắm biển rồi đi tắm biển. Mùa này đi Hải Đăng cũng đẹp lắm em. Anh ơi, nếu như đi Vũng Tàu mà em không biết bơi thì sao anh? Anh cũng đâu biết bơi đâu. Anh cũng đâu biết bơi đâu. Mời nhà trai. Đây, mời em trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn nam. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Võ Công Lý, hiện đang công tác và làm việc tại công ty Thép Fina Kiway, Tinh Thần Thép. Quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa là Lý làm ở Thép Fina Kiway luôn hả? Dạ đúng rồi chị Hồng Vân. Wow, em trời ơi, vậy là Tinh Thần Thép. Bữa nay là em khó tránh khỏi rồi nghe. Rồi còn em giới thiệu luôn nè. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Em đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi. Công việc của em là nhân viên kinh doanh bên bảo hiểm Phi Nhân Thọ. Anh ơi, em bán bảo hiểm xe máy, xe ô tô, tài sản. Dự kiến thì em sẽ bán thêm bảo hiểm tình yêu nha anh. Bảo hiểm tình yêu nha. Ảnh hưởng nghề nghiệp ha. Đây, em nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho mình, cho đàn gái nghe đi em. Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, hòa đồng, cởi mở. Không hút thuốc, có nhậu nhưng mà nhậu tầm 3-4 lon là quá cần câu rồi. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là rụt rè, nhút nhát trước đám đông. Hơi nhát gái xíu, nhát gái xíu. Còn em thì sao? Dạ, em thì ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng, khi nào cũng cười hết anh ơi. Còn nhược điểm của em thì em hơi nóng tính và hay suy diễn. Dạ. Hay suy diễn hả? Dạ. Chà, cái suy diễn hơi bị mệt mỏi đó nha. Dạ, vâng. Suy diễn theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Dạ, tiêu cực nhiều hơn. Tiêu cực nhiều hơn hả? Dạ. Wow. Rồi, nếu như vậy thì là em nói luôn về tình yêu của em đi. Mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là quen nhau được 6 năm, từ năm cấp 3 tới khi đại học, học xong đại học và đi làm 1 năm thì không hợp thì chia tay. Và mối tình thứ hai thì quen nhau gần 1 năm thì không hợp thì không hợp hay là tại mình suy diễn nhiều quá rồi mình ghen tuông? Dạ, rồi không, mối tình thứ hai là không hợp thật. Rồi, mà bạn trai, em hãy nói chút xíu về tình trường cho bà nàng gái nghe. À, tình trường của em thì chính thức là không có ai hết. Ủa, em đó giờ chưa có để ý một cô gái nào chưa hả? Em có để ý mà mối tình đơn phương hồi năm lớp 12 mà chắc giờ bạn nữ chắc cũng đi lấy chồng rồi. Mà không có nói hay sao? Không nói, lúc đó nhát gái quá. Giờ còn nhát không? Không, giờ lên đây là tấn công luôn. Tấn công đúng không? Có nắm tay con gái lần nào chưa? Chưa anh. Chưa. Có hung chưa? Chưa hung luôn. Có coi phim hung cảnh hung không? Hả? Wow. Có coi phim cảnh hung luôn. Lúc mà coi phim cảnh hung thì em có cảm giác sao? Lúc mà coi phim cảnh hung em bấm qua đoạn khác. Lạ thôi. Giới tính cũng hơi lững lờ chút rồi. Không, nhưng mà em thẳng hoàn toàn. Chắc không? Chắc. Rồi đàn gái thế nào? Thì bây giờ đàn gái nghe như vậy thì cũng bị xúc mồ hôi nè. Bên đây mồ hôi quá trời luôn nè. Chút xíu mình sẽ test thử cái cảm giác của mình khi mà mình nhìn thấy người ấy, là mình cảm nhận được liền là người ấy là ai. Yeah. Rồi, còn bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em thì là em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, hình mẫu lý tưởng bạn trai của em á thì bạn đừng hút thuốc. Bạn có thể nhậu được nhưng mà bạn biết kiềm chế, biết điểm dừng. Thứ hai nữa là bạn phải có tinh thần cầu tiến, tính tự lập, biết nấu ăn. Ví dụ như là khi mà bạn kết hôn rồi thì bạn lấy vợ bạn đi công việc hoặc như nào đấy thì bạn có thể tự lo được. Dạ, dạ em chào anh. Chào em gái, dễ thương, trắng tươi à. À em, nhưng nếu như bây giờ dịch hai đứa tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu em cho đàn trai bước tới? Dạ em khi nào cũng có tinh thần sẵn sàng hết rồi. Ồ, sẵn sàng hết rồi. Nhưng mà năm nay bên nhà trai nó nhiêu tuổi quên rồi. Em 25 tuổi anh Quyền Linh. Trời ơi, nhưng rất mà có duyên tuổi nha. 25 nhưng mà chững chạc quá à, thiệt luôn á. Nhìn không có nghĩ là cái số tuổi là 25 mà phải là chững chạc hơn. Dạ. Em nói gì cho chị Vân biết là cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào đi. Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là bạn gái dễ thương, ngoan hiền, biết quan tâm chia sẻ công việc.
Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay cảm rạm vậy đó. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc là mình muốn tìm một cái nửa của mình rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, tới lúc hôm nay em đi với ai vậy? Em đi với mẹ và các anh đồng nghiệp ở nhà máy em. Chào mẹ. Dạ. Dạ xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Công Lý. Ưu điểm của Công Lý là cũng biết lo lắng cho gia đình. Khuyết điểm của Công Lý có cái là nhiều cái hay hơi ngủ hơi hay muộn ngủ nướng. Và mẹ thấy cô gái bên đây cũng rất dễ thương và cũng hợp với con, thấy có gương mặt khu thê ấy. Nếu mà hai con có duyên với nhau thì cho nhau cơ hội và hướng đến tương lai. Bây giờ hỏi sếp chút xíu đi. Dạ. Thì mình tên là Lương Quốc Phi, cấp quản lý trực tiếp của Võ Công Lý đây. Thì trước tiên có lời chào đến hai MC rất là thân thiện là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Rồi, cũng như gửi lời chào tới tất cả hai bên gia đình và tất cả khán giả có trong mặt trong trường quay hôm nay. Trước tiên cũng xin cảm ơn đến tất cả ekip của chương trình, cũng như cảm ơn đến cái công ty VinaKeyway đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Yeah. Thì cũng xin chia sẻ một xíu là công ty thép VinaKeyway thì là công ty chất lượng hàng đầu ở Việt Nam về cái lĩnh vực thép xây dựng. Và cũng một cái minh chứng là mới tuần trước đây thì đạt được cái sản lượng là 10 triệu tấn sản phẩm. Rồi thì cũng quay lại chương trình thì cũng có nhận xét về em Lý này, thì thật ra là em Lý thì cái tính thì hơi nhút nhát. Còn về bạn gái bên đây thì thấy bạn gái cũng rất là xinh xắn. Thì thật ra thì sau khi mở bức màn ra thì hai bạn cảm nhận về nhau thì sẽ cố gắng cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Rồi xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với sếp và các anh chị đồng nghiệp của em ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Chào tất cả khán giả trên khán phòng. Chào hai em. Tôi là Vũ Anh Hoàng, sếp trực tiếp của em Hạnh. Dạ. Em Hạnh là một người thẳng tính, vui vẻ, hòa đồng và giúp đỡ mọi người. Trong công việc thì cũng làm rất là tốt. Nhưng mà còn cái khuyết điểm thì như nãy em Hạnh cũng đã nói rồi, đôi khi là hơi nóng tính. Còn tôi thấy hai em ở đây thì chắc là cái chuyện này thì thôi của em sẽ quyết định được thôi khi em gặp. Rồi, rồi. Mở rào ha. Mở rào. Rồi đi. Mở rào. Hết sức bình tĩnh nha. Ừ. Nhớ nha em, tinh thần thép nha. Rồi tặng quà nhau đi tư. Em cũng có quà tặng anh. Em có cái món quà là hai cái món quà này em có ý nghĩa của mỗi cái khác nhau. Dạ. Cái đầu tiên là cái quyển nhật ký. Thì trên cái quyển nhật ký này em tâm đắc nhất là cái câu là đừng cố gắng là một người đàn ông thành công mà hãy cố gắng là một người đàn ông có giá trị. Thì em muốn gửi đến anh. Giống như là những cái điều trong đây, trong quyển sổ này em đã ghi sẵn ra những cái điều mà em muốn gửi đến anh. Dạ, em gửi anh. Còn cái album thứ hai mà em muốn tặng anh thì mang ước ý nghĩa là khi mà bạn yêu một ai đấy thì đồng nghĩa với việc là bạn muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc. Nhưng khi cái hạnh phúc đấy lại đôi khi là không có bạn. Thì nếu như mà hôm nay anh với em có duyên rồi mà không có nợ thì anh hãy lấp đầy những cái hạnh phúc riêng của anh vào đây mặc dù nó không có em. Còn nếu như mà mình có duyên mà có nợ thì mình hãy lấp đầy vào đây. Dạ cảm ơn. Dạ, em... Trời ơi. Rồi nè, bạn nói lý do sao bạn tặng con gối bông con heo. Dạ con heo là biểu hiện cho tuổi của em. Em sinh năm 1995 rồi, con heo. À. Mỗi tối bạn nhìn bạn nhớ đến em. Ừ đó phải nói cho rõ. Dạ. Ừ. Dạ. Em phải ôm cái con heo này để nhớ đến anh. Rồi dạ. Thôi hai đứa dạ. Ngồi ghế tâm sự đi nào. Trời ơi, thấy thương, để tập đây đi em. À, em cảm nhận về anh như thế nào? Lần đầu tiên thì em thấy anh thì anh bảo anh hơi rụt rè nhưng mà cũng có chút rụt rè trong đấy đấy. Dạ. Anh thấy em sao? Anh thấy em dạ. Dễ thương, hơi nhìn da trắng, tóc ngắn. Nói chung là ok. Yeah. Có giống trong tưởng tượng của anh không? giống đó, cũng giống như trong cái bill mà anh đang ghi trong chương trình đó. À giống cái suy nghĩ. Ồ vậy đó hả, như vậy là cỡ giống được bao nhiêu phần trăm? Dạ cũng 70% như vậy. 70% hả? Dạ. Hồi nãy em nghe không rõ là anh làm ở đâu ạ? Hiện tại là anh đang ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Anh ở Vũng Tàu. Em thì em ở Biên Hòa.
Thì nếu như mà quen nhau thì bao lâu thì mình gặp nhau một lần ạ? Hai lần trên một tuần. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Thời gian làm việc của em thì cũng thoải mái. Em hỏi anh chút xíu là anh có tự lập và biết nấu ăn không ạ? Nấu ăn thì anh nấu nhiều lắm. Giống như là mì tôm nè, chiên trứng nè. Dạ. Thôi nấu gì nữa, ăn gì nữa. Được rồi. Bây giờ nè, bây giờ em tiến tới ha, em nắm tay bạn gái, em hát cái bài gì đó gọi là đông đầy cảm xúc gì đó. Rồi rồi. Tiến tới mạnh mẽ lên nào. Dạ. Dân chơi mà. Em đi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Chưa, nắm đi liên luôn, nắm đi nắm hoài luôn. Đứng nắm tay luôn, nắm chặt chưa buông. Nắm đi, giờ nói nè, em cảm nhận nãy giờ như thế nào? Em á. Chứ ai nữa? Em cảm thấy bàn tay mềm mại, ấm áp. Dạ. Anh có thích không? Phát, em cũng thích anh. Thích hả? Dạ. Em muốn mời bạn đi du lịch Vũng Tàu không? Nếu mà bạn có thời gian rảnh thì mình sẽ làm tài xế bạn chở đi Vũng Tàu. Em dạ. Tưởng tượng một buổi gặp đầu tiên thế nào, tả cho bạn gái nghe giống như em nói anh tưởng tượng trong mơ mình gặp người yêu thế nào đó. Nói chung là ngày đầu tiên đi chơi thì anh sẽ dẫn em đi uống cà phê, đi ngắm biển, rồi đi tắm biển. Mùa này đi Hải Đăng cũng đẹp lắm em. Anh ơi, nếu như đi Vũng Tàu mà em không biết bơi thì sao anh? Anh cũng đâu biết bơi đâu. Anh cũng đâu biết bơi đâu. Vậy thôi mình đi chỗ khác đi anh. Yeah. Bây giờ là gì nè, em nói với bạn gái đi, nếu mà sau này mình cưới nhau về thì tiền bạc ai giữ, rồi mình thích con trai hay con gái, nó trao đổi luôn đi. Nếu mà cưới nhau về thì anh sẽ nhường số phần tiền đi làm lại cho em. Bao nhiêu phần trăm anh? Chắc 90%. Rồi em nghĩ khoảng 70% là được. Phần còn lại anh nên giữ để trang trải, ví dụ như là những cái cần lúc. Dạ. Cũng cần. Dạ. Em thích trai hay gái? Em dĩ nhiên là thích gái rồi anh. Hỏi bên kia kìa. Dạ, dạ em, anh là thích em rồi đó. Thích em rồi đó. Anh hỏi em. Đúng rồi. Hỏi là sinh con đó. Nhưng mà em sau thích... này là lúc mà sinh con thì là em thích có con trai hay con gái, em tâm sự với bạn. Đúng đi. Rồi. Nếu em thích con trai hay con gái, anh thì con nào cũng được hết á. Dạ, con nào cũng được, miễn là con của nhau là được. Dạ. Với lại là em thích con gái đầu lòng hơn. Ok, cũng được. Được rồi, trở về vị trí. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm. Tay. Thích thì bấm ngay, không cần phải chờ đợi. Nếu mà chúng ta cảm giác đây là của nhau, bấm luôn. Không bấm cần phải luôn. Đếm. Không cần đếm luôn. Đúng rồi. Còn nếu như chúng ta... Yeah, không phải muốn nói nữa. Ôm chặt liền. Ôm chặt coi cảm giác thế nào. Lần đầu tiên đó, ôm hai tay. Còn phải khoác vai. Ôm hai tay vậy nè. Bây giờ nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện nè. Dạ. Đó. Ôm lại nè, ôm lại liền. Ôm chặt vô, bắt đầu ôm. Bắt đầu hít, hít, hít mạnh lên. Thôi tội nghiệp nữa, em chưa yêu lần nào. Nụ hôn đầu tiên thấy sao em trai? Dạ, rất là ngọt ngào. Hãy yêu nhau cả cuộc đời nha. Dạ, hãy hỗ trợ cho bạn trai em nha. Dạ. Rồi bây giờ thế này, đứng xích lại làm xíu. Bây giờ xin phép gia đình đi ha. Cho em xin phép được chào gia đình bên bạn nữ và sếp. Em xin hứa là sẽ bảo vệ, lo lắng cho bạn nữ suốt đời. Dạ. Em dạ. Nói gì với mẹ? Dạ, con chào cô. Em chào sếp, em chào mọi người. Thì hồi gặp nhau hôm nay là cái duyên, còn cho nhau cơ hội là cái nợ. Thì hy vọng là tụi con sẽ cố gắng gìn giữ những cái điều tốt đẹp nhất dành cho nhau. Thì nếu như đi được một chặng đường dài thì đó là một điều tốt. Xin cảm ơn ạ. Hay lắm. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén.
và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tinh thần thép, tình yêu thép nha. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn quá. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục gặp cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi, cách có cái bờ rào thôi. Chúng ta trò chuyện lớn lên hai bên cùng nghe nha. Mời bạn trai. Em xin tự giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Tiến Tùng. Em hiện giờ em năm 28 tuổi, quê em tại Quảng Ngãi. Thì hiện giờ em đi vào Sài Gòn được 5 năm. Em đang làm tại công ty xây dựng. Mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Xin chào khán giả đang xem chương trình. Xin chào nhà trai bên kia. Em tên là Thơ, em năm nay 27 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Em làm việc ở đâu? Em làm việc ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận 1, mà ngành gì vậy cưng? Dạ, em làm bên xuất nhập khẩu ạ. Xuất khẩu cà phê ạ. À, xuất khẩu cà phê. Dạ. Còn quê mình thì ở đâu? Dạ, quê em ở Hà Tĩnh. Ở Hà Tĩnh, bây giờ là em ở và làm việc ở trong Sài Gòn luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Thôi, Tùng có ưu khuyết điểm gì? Ưu điểm của em á là cái chỉ số IQ của em nó cao. Chỉ số cảm xúc của em á nó cao thì em hay giúp người. Rồi em có cái ưu điểm đó là em làm được cũng rất là nhiều việc, nhiều thứ khác nhau. Điện, nước hay là những việc liên quan tới công việc của em về xây dựng hay nọ, em làm được tất cả. Rồi, giờ là tốt rồi. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là người khá nhanh nhẹn và hòa đồng ạ. Còn khuyết điểm của em thì có lẽ là lúc mà bực mình lên thì không kiềm chế được, có hơi chữ thề nhưng mà khá nhỏ thôi ạ. Vậy hả? Không ai nghe. Và cái khuyết điểm nữa là tiêu xài khá là hoang phí. Vậy đó hả? Dạ. Như vậy là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Thì đều là yêu xa hết. Tức là yêu ở ngoài quê, ở Hà Tĩnh. Mối tình đầu tiên thì là chóng vánh thôi, chưa được 6 tháng trong lúc mà em đang học đại học. Mối tình thứ hai thì kéo dài được 4 năm ạ. 4 năm mà lý do tại sao lại chia tay? Dạ, tại vì môi trường sống và làm việc của hai người khác nhau quá. Yêu xa quá hả? Dạ. Vậy đó hả? Rồi, cái tình yêu mà chia tay 4 năm là cách đây bao lâu rồi? Dạ, được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, 2 năm ở không rồi đó, phải không? Dạ, 2 năm mở cửa nhưng mà không ai vào. Rồi, còn bạn ơi, bạn trai bên kia nói lớn lên cho bên đây nghe với. Em có mấy mối tình rồi Tùng? Em nói thật là em chưa trải qua mối tình hả? Trời đất ơi, 28 tuổi. Dạ. Có lẽ do em nói là em là cái chỉ số IQ á là rất là nhiều cao. Em nhiều cảm xúc, tại sao chưa có mối tình nào? Dạ, thì do chỉ số cảm xúc IQ mà thêm cái nhắc ghế của em nữa. Thì coi như là em không dám nói ra. Ví dụ như mà mình gặp người nào đó mình thích đi, mình cũng không dám nói. Từ trước giờ em cũng có thấy nhiều bạn cũng được, nhưng mà em muốn làm fan mà em không dám nói, cho nên là thôi luôn. Kỳ ta. Cái chỉ số EQ á là cảm xúc, chỉ số đó cũng rất là quan trọng. Người ta gặp mặt nhau, người ta cảm xúc thì nó có nhiều cái mối quan hệ, nhiều cái giao tiếp rất là tốt với nhau. Nhưng tại sao em lại, cái chỉ số EQ của em là bao nhiêu? Dạ, 172. 172 hả? Ừ, cao rồi nha. Vậy là dễ khóc lắm nè. Cảm xúc, đúng không? Dạ vâng. Chỉ số IQ của anh cũng
cũng gần gần bằng em á, đôi khi nó hay. Nhưng mà được cái là do giải cho nên cũng tập được cái kiểm soát cảm xúc của em. Chào em. Chị. Ồ, như vậy là chưa có yêu ai luôn á hả? Dạ vâng. Nói chung là em cũng có tìm hiểu một bạn nhưng mà chưa phải là yêu. Tiền nhưng không hiểu nổi này, không bỏ qua luôn. Thấy khó hiểu quá cho nên thôi bỏ qua luôn. Ủa sao thấy em buồn quá ha? Em thấy có vẻ cái kiểu của em cứ kiểu u buồn á, em có cảm thấy mình buồn không? Dạ. Em ở vừa đi làm một mình có em quen cái kiểu này quá rồi cho nên là em cũng không cảm giác gì nhiều. Vậy á. Ban ngày đi làm thì bình thường, chứ có ban đêm về đó thì ở mình cũng hơi buồn buồn tí rồi. Em có thích một cái mẫu hình lý tưởng nào cho nó đơn giản không? Thì con trai em cũng thích một bạn nữ xinh đẹp, công việc ổn định, nhưng em thì bình thường là bạn nữ ngoại hình hay là gì đó không quan trọng. Quan trọng chỉ cần biết là công, dung, ngôn, hạnh. Cái gần 4 từ đó là đủ. Cái đó cũng khó lắm nha. Công, dung, ngôn, hạnh là hoàn hảo luôn rồi đó em. Em có hình dung trong đầu em thích một nghệ sĩ nữ nào không? Dạ có. Ai? Dạ bên cạnh em đây, chị Hồng Vân. Trời ơi, em làm chị xúc động quá à. Em hâm mộ chị từ nhỏ rồi chứ không phải tới giờ. Vậy á hả? Dạ vâng. Hồi xưa chị Vân đẹp lắm luôn á. Bây giờ chỉ có hơi bự chút thôi. Cái đó là bình thường rồi anh, không sao ấy. Chết rồi, người ta đẹp hơn chị luôn á em rồi sao? Dạ, dạ thì tốt quá chị. Tốt quá đúng không? Dạ. Còn em thích cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì là không quá lùn là được. Thích người con trai đầu tóc gọn gàng. Không có tóc luôn được không? Bạn đây gọn quá gọn rồi. Ở đây gọn thiệt là gọn được. Gọn luôn. Không có tóc luôn. Dạ, dạ được. Mức không còn gọn được nữa luôn á. Dạ được, được. Tóc giống tóc Lê Tuấn Anh. Ông đó nha, không nói chuyện với ông. Tóc Lê Tuấn Anh chồng Hồng Vân cũng gọn vậy, còn gọn hơn nữa. Chào em gái. Dạ chào anh. Dễ thương. Xinh xắn ghê không? Xắn má lúc đồng tiền nữa ha. Tươi, rất là tươi luôn. Sẽ giải mã được cái chữ số EQ nha. Dạ vâng. Bên đây bạn hơi buồn nhưng đẹp trai. Dạ. Là phong độ, phong trần. Đẹp trai ha? Là em thích rồi ạ. Biết rồi ha. Rồi chúc em tự giải mã ha. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Không hòa đồng á, tức là hơi nhút nhát. Anh này nhút nhát thiệt đó. Thì để em giúp cho ảnh hòa đồng. Em dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với các anh chị đồng nghiệp ạ. Rồi mời nhà gái. Xin chào, tôi tên là Đào. Xin chào bà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì tôi xin đại diện nhà gái phát biểu đôi lời. Tôi là bạn đồng nghiệp trong công ty với Thơ. Thì Thơ là một cô gái rất là dễ thương và luôn tạo cái cảm giác cho những người xung quanh cảm giác rất là ấm áp. Bạn luôn luôn là mỉm cười nên những người mà tiếp xúc với bạn cảm thấy rất là vui vẻ, mang cái năng lượng tích cực cho người khác. Còn về bạn Tùng thì chào bạn Tùng. Mình cảm nhận là theo những Tùng chia sẻ và cái bề ngoài của Tùng thì Tùng là một người khá là hơi nhút nhát. Có lẽ là bạn là người sống nội tâm. Thì mình thấy Tùng có một cái điểm mà có lẽ là thích hợp với Thơ, đó là Thơ thích một người thích chia sẻ. Thì Tùng lại là nói là người Tùng là người thích chia sẻ và giúp đỡ cho người khác. Thì mình nghĩ hai bạn có thể bổ sung với nhau. Thì Thơ là một người con gái vui vẻ, có năng lượng tích cực, thì có thể mang cái niềm vui đó đến cho Tùng. Bởi vì cuộc sống của Tùng bây giờ có lẽ là nó hơi buồn một chút. Thì nếu như hai bạn có cơ hội đến với nhau thì mình nghĩ đây là một cái sự bổ sung rất là tuyệt vời. Và mình mong là sau cái buổi này thì các bạn có thể cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Nên là mình chúc hai bạn là sẽ có những cái cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn để tìm hiểu. Dạ, dạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em học cấp 2. Bạn thân hả? Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả và chào bạn gái bên này. Thì em là Duyên, là bạn thân của Tùng từ năm cấp 2 tới giờ, thì tính là tới giờ cũng được hơn chục năm rồi. Tùng thì như Tùng nói á, thì chỉ số IQ của Tùng nó hơi cao, thì Tùng khá là nóng tính. Tùng cần người con gái để khóa được cái cảm xúc IQ của mình á. Một trong những lý do mà đến giờ mà Tùng vẫn chưa quen ai đó là tại vì cái vẻ ngoài của Tùng nó khiến cho người khác hơi e ngại về vẻ ngoài á. Nhưng mà thật ra là bên trong Tùng sống rất là đẹp luôn, sống rất là trách nhiệm và nói chung là mọi thứ là em thấy ok hết. Còn về bạn gái bên này á, thì bạn gái rất là xinh luôn, thánh thiện và nhìn rất là nhẹ nhàng, rất là phù hợp với cái tiêu chí mà Tùng đưa ra luôn. Đến với ngày hôm nay thì hai người đã có duyên rồi, thì mình nghĩ là hai bạn nên trao nhau một cái cơ hội để có chữ duyên được trọn vẹn hơn. Cảm ơn thằng trai thằng gái. Hai bạn cũng đã nói chuyện qua cái hàng rào này và được nghe góp ý rồi. Mình cảm nhận đi, mở rào ra, mình nói chuyện, nếu được chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng.
Chào bạn. Tặng hoa, tặng hoa. Lần đầu tiên tặng hoa cho một người đó. À, lần đầu gặp mặt mà xin tặng một bó hoa. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Rồi đây em tặng luôn. À, anh có thích uống cà phê không ạ? À, mình thì bình thường. Dạ, để em gửi tặng ít anh cà phê thì hy vọng là anh sẽ không bị say cà phê. Say em là được rồi. Say em là được rồi. Ở trong này em có 3 ký tờ giấy, em có ghi một số câu về tình yêu, anh có thể mở ra đọc cũng được ạ. Rồi, ok. Dạ. Đọc lớn lên nghe. Cà phê thơm quá. Đàn ông rất giống cà phê, bởi ní là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ. Hy vọng anh sẽ làm em mất ngủ. Cà phê thì phải đen như địa ngục, đắng như tử thần và ngọt ngào tựa tình yêu. Hay quá, bạn nữ này hơi bị lãng mạn đó nha. Một ly cà phê ngon là phải vừa ngọt vừa đắng. Một tình yêu lý tưởng là một tình yêu vừa ngọt vừa đắng, vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau đi. Em cảm nhận là bạn nữ thì cao, xinh xắn, nói chuyện rất là dễ nghe. Còn anh thì em thấy là một người to cao, đẹp trai. Em có một thắc mắc là 27 năm qua anh chưa yêu ai hay là... Ý là anh chưa thích ai hay là sao ạ? À, không, mình cũng có cảm nắng ai đó, nhưng mà thứ nhất là mình không dám nói. Thứ hai là lúc đó mình cũng chưa có gì trong tay, cho nên là mình cũng không có gì để mà làm cho người ta tin tưởng hết. Thôi mình dừng lại. Dạ. Còn cái điều quan trọng nhất là do mình nhắc gái vậy thôi. Lần đầu tiên hẹn hò thì anh tính đưa em đi đâu ạ? Anh ở đây thì chỉ có biết đi làm rồi về nhà, không có đi đâu hết. Địa điểm thì anh thua, nhưng mà em cần đi đâu anh sẽ chở em đi đó. Dạ. Bất cứ đâu. Dạ. Vậy là em sẽ lựa chọn địa điểm đúng không? Em ở đâu anh phi châu tới đón. Do anh là cũng sở thích là hay thích đi phượt. Yeah. Rồi ân đi dạo chơi lạc vạc này nọ đó. Nhưng mà do không có ai ấy, cho nên là thói quen là đi làm xong về nhà ngủ. Nhưng mà nếu có bạn bè hay là ai đó rủ đi là anh sẵn sàng đi. Yeah. Nãy giờ em nói chuyện với cô gái này nè, em có cảm nhận điều gì? Cái chỉ số IQ của em á, nó có cảm xúc gì không? Dạ em quán gà là em không nhớ. Quán gà luôn hả? Em định chừng nào lập gia đình, em có thể hỏi cô gái đi. Dạ, em thì nghiêng về truyền thống nên em cần phải tìm hiểu kỹ càng. Kỹ càng khoảng bao lâu? Nếu nhanh thì cũng phải nửa năm. Ừ. Thì trong khoảng thời gian đó thì em có những gì em sẽ chia sẻ với bạn gái. Ừ. Và bạn gái cũng cần chia sẻ với em để hai bên hiểu nhau hơn. Ừ. Ở công ty của em á, thì chỉ có mỗi mình em là còn đang độc thân thôi. Độc thân. Ừ. Còn những người trong công ty em là ai cũng có cặp đôi hay là vợ chồng hết rồi. Ừ. Vậy mà em không cảm xúc gì chứ hả? Em không thấy buồn hả? Dạ có, em cũng đi hỏi nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà người ta chỉ xong không vô bè với em. Cả công ty chỉ luôn rồi đó hả? Dạ. Trời gì để anh chỉ cho. À, sáng là anh uống ly cà phê đi rồi cái anh chỉ đi, đi gặp người đẹp thế nào ha? Cần làm gì nhớ nha. Ừ. Nhà anh ở quận 7 á, đi ngang đâu muốn đi gặp người yêu trước thì gặp người yêu gặp anh trước. Dạ, uống ly cà phê thôi. Dạ. Rồi anh sẽ tư vấn cho em, bảo đảm 3 tháng sau cô gái rụng tim. Thôi bây giờ về đi nè Linh ơi, em người Hà Tĩnh đó phải không? Dạ. Hát hay lắm nè, hát bài đi để dạ. Tặng đứng cho lên bạn coi, coi có hợp lý không? Tặng cho hai bạn đứng đi. Lên kế bên nhau coi nào. Đó, hay bạn gái cũng cao mà. Đó. Ừ. Trời ơi, bạn gái cao sắp tưởng tượng của em. Giống như một thần đèn vậy ông ơi. Em xin hát tặng hai MC khán giả và tặng anh bài hát, một đoạn trong bài hát Cơn Gió Lạ. Anh bình tĩnh thưởng thức nha. Lặng yên canh gác, lặng yên vừng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên nô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người. Một cảm giác rất trong vắng đến hiu của anh. Xin hết. Rồi em nói cái gì đi. Anh hy vọng là người lý tưởng đối với em. Rồi được rồi đó, trở về ghế đi các bạn. We'll be right back.
Tình yêu không cần gì màu mè cả, chúng ta cần sự rung động của con tim, cần sự quan tâm chăm sóc với nhau thôi. Hãy để tay vào nút bấm. Có cần đếm không anh? Thích thì cứ bấm, không cần phải đếm. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Không cần gì mình hết, không cần luôn cả. Nào, nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng thôi nắm tay, nắm tay lại đi. Đây, đây, đây. Tình yêu mà có bắt tay nữa. Thôi để em xem cho anh. Đúng rồi. Con có một cái cảm nhận là bạn này sẽ là cái người giải mã cho bạn này. Thì chắc chắn rồi còn gì nữa. Chuyện đó rất là rõ ràng trong ngày hôm nay. Không được không? Dạ. Phải không? Phải không? Nào, trấn tĩnh lại nào. Biết không? Trời ơi, hung hơn ta nữa đó. Hung hơn mấy cặp khác luôn á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc nhé.